Phong thủy may mắn, hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn cùng những thông tin phong thủy ý nghĩa. Quý vị thân mến, phong thủy xưa nay quan niệm rằng gạo được trồng trên đất nên hũ gạo sẽ thủ thổ. Đây là vật dụng không thể thiếu cho mỗi gia đình Việt. Nó không chỉ có chức năng lưu trữ mà còn có tác dụng phong thủy vô cùng to lớn. Đặt hũ gạo đúng phong thủy sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Để tài vận gia đình luôn được hanh thông, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Khi đặt hũ gạo, bạn cần phải lưu ý những vấn đề nhất định. Hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Vị trí đặt hũ gạo. Phong thủy xưa kia quan niệm rằng hũ gạo thuộc hành thổ bởi cây lúa cho gạo được trồng lên từ đất, đất là thổ. Tuy nhiên hướng đông và đông nam lại thuộc mộc mà mộc khắc thổ nên không thể đặt hũ gạo ở hai hướng này dù nhà có chật chội thế nào đi chăng nữa. Đặt ở hướng đông và đông nam, gia chủ sẽ gặp nhiều trắc trở, vận xui, công việc không thuận lợi. Tốt nhất nên đặt hũ gạo ở hai hướng tây hoặc là đông bắc vì đây chính là hướng của hành thổ. Không đặt hướng đông và đặt quá cao. Ngoài ra, theo tập quán truyền thống của người phương Đông là cất giữ thóc gạo ở chỗ kín, vì vậy hũ gạo nên đặt ở chỗ kín đáo, nên đặt nó ở trong chum chôn dưới đất. Ngày nay thì thùng đựng gạo thường đặt kín đáo ở trong các ngăn tủ ngay dưới bếp. Ngoài hũ gạo, trong bếp còn có bồn rửa bát. Đối với vật dụng này thì không nên đặt nó quá gần bếp nấu ăn và cũng không nên đặt bồn rửa ở phía đối diện với bếp vì sẽ gây nhiều điều bất tiện cho người nấu. Do vậy, có thể đặt bồn rửa ở khoảng cách vừa phải trên bệ cao tương ứng. Bên cạnh hũ gạo và bồn rửa bát là người Việt Nam, chắc hẳn ai cũng thờ tháo quần. Các vị thần này thì nên được đặt ở phía trên bếp nấu ăn, nếu không đủ chỗ thì đặt ở góc nhà bên phía nam, bởi vì ngũ hành táo quân thuộc hỏa cho nên táo quân cần được đặt ở vị trí nam hỏa vượng. Lưu ý, đừng bao giờ để hết gạo trong thùng bởi vật chứa đựng không bao giờ được để trống rỗng, nên đổ đầy khi hũ gạo vơi còn phân nửa. Hũ gạo phải được đậy kín và kê cao bởi sẽ tránh được chuột, rán, bụi bẩn và quan trọng hơn là bảo vệ tài lộc của cả gia đình. Không nên để nước thấm vào hũ gạo khiến gạo bị mốc có hại cho sức khỏe, nên đặt một phong bao lì xì ở đáy hũ gạo hay là biểu tượng trang trí màu vàng trên giấy đỏ. Luôn phủ lên trên với một tấm vải màu đỏ thắm vào đầu năm âm lịch sẽ giúp cho vận may trong gia đình luôn gia tăng và không bao giờ suy giảm. Nên dùng hũ gạo sâu hơn là hũ gạo nông bởi nó tượng trưng cho sự giàu có no đủ. Không để bất kỳ ai đổ sạch hũ gạo vì đây là điều tệ hại nhất đối với phong thủy. Bên cạnh đó thì không nên để nồi cơm đổ hoặc là lật úp vì sẽ mang lại điều xấu. Nên đặt hũ gạo vào nồi cơm bên trên bề mặt phẳng, ngay ngắn. Không dùng thùng nhựa để đựng gạo. Theo phong thủy thì gia chủ sẽ kém may mắn nếu dùng hũ đựng gạo. Theo phong thủy thì hũ đựng gạo tốt nhất nên được làm bằng sành sứ vì chúng thuộc hành thổ nên sẽ giúp cho gia chủ thành công trong sự nghiệp, công danh thăng tiến, bù bù. Còn người buôn bán thì ngày càng phát đạt, mua may bán đắt, đặc biệt là người ta còn dùng thùng gỗ để đựng gạo vì theo quan niệm dân gian nó cũng góp phần mang nhiều tài lộc vào nhà. Rất nhiều gia đình đựng gạo trong thùng nhựa. Điều này được cho là sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bởi thùng nhựa có nhiều hợp chất gây hại cho con người. Ngoài ra thì theo phong thủy, gia chủ sẽ kém may mắn nếu dùng hũ nhựa. Còn theo mặt phong thủy, khi hũ gạo được kê cao và đậy kín sẽ thúc đẩy sự nghiệp gia chủ phát triển, giữ tiền tài trong nhà không bị thất thoát. Theo phong thủy nhà bếp, hũ gạo nên đặt ở hướng tây nam hoặc là đông bắc của bếp và để sát mặt đất, phải kê lên để chống ẩm. Để hũ gạo nơi kín đáo. Theo phong tục tập quán truyền thống của người Á Đông thì hũ gạo cũng giống như kho của cải của gia đình. Chính vì vậy hũ gạo nên được cất giữ ở chỗ kín đáo để tránh người ngoài nhìn thấy hũ gạo nhà bạn khi đi từ cửa vào. Hãy đặt hũ gạo trong bếp ở góc khuất là tốt nhất. Đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo. Trong dân gian lưu truyền rằng khi bạn đặt một bao lì xì màu đỏ bên trong có để một ít tiền vào đáy của hũ gạo trước khi cho gạo vào, sau đó đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc, kiếm được nhiều nhưng tiêu xài rất ít. Phương pháp này bạn có thể áp dụng quanh năm chứ không riêng gì ngày Tết. Đặt bao lì xì dưới đáy hũ gạo, theo ông bà ta quan niệm thì ngoài việc đặt bao lì xì dưới đáy của hũ gạo thì chúng ta có thể thay thế bằng chùm một miếng vải đỏ lên nắp của hũ gạo. Phương pháp này giúp gia chủ thu hút được nhiều tài lộc.
Bên cạnh đó thì trong dân gian còn có nhiều điều lưu ý liên quan đến hũ gạo như vào dịp cuối năm, cho dù gia cảnh có nghèo khó đến thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng đổ đầy gạo trong hũ để sang năm mới tiền tài đầy nhà, không lo bị thiếu thốn. Không chỉ vậy, hũ để đựng gạo tốt nhất nên được làm bằng sành sứ vì chúng thuộc hành thổ sẽ góp phần giúp cho công đường, công danh sự nghiệp của gia chủ ngày càng thăng tiến. Nếu là người làm ăn buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt, hoặc chúng ta có thể đựng gạo bằng thùng gỗ, nó cũng góp phần mang đến nhiều tài lộc vào nhà, nên hạn chế đựng gạo trong thùng nhựa. Gạo không chỉ là thức ăn của con người mà nó còn là món ăn khoái khẩu của nhiều loài khác như là chuột, mà chuột là một loài động vật bẩn và có khả năng truyền nhiễm nhiều bệnh cho con người, do đó cần phải đậy kín và kê cao hũ gạo tránh chuột. Vật liệu sử dụng. Hiện nay bình gạo được bày bán được làm từ nhiều chất liệu, nhưng gia chủ nên chọn bình đựng gạo bằng sứ hay là gốm. Bạn nên tránh đồ dùng nhựa là yếu tố hỏa, nó tượng trưng cho việc đốt hết của cải của gia đình. Chủ nhà cũng nên nhớ khi mua về phải tháo túi ni lông đựng ra và đổ trực tiếp gạo vào bên trong bình. Bình đựng gạo có nắp. Vì gạo tượng trưng cho sự giàu có của gia đình nên bình đựng gạo phải có nắp tượng trưng cho tiền bạc được bảo vệ và giấu khỏi những đối tượng xấu. Bên cạnh đó thì việc đậy nắp cũng giúp gạo không bị nấm mốc, ẩm ướt. Sau khi lấy gạo nhớ đậy nắp cẩn thận. Hũ hay là thùng gạo phải được để kín, đậy kín, để nơi kín. Chưa nói đến khía cạnh trong phong thủy, ngay trên thực tế nên đặt hũ gạo ở những nơi sạch sẽ cao hơn mặt đất, đậy kín để tránh bụi bẩn, chuột rán, ẩm mốc có thể tấn công, làm gạo nhanh hỏng, không tốt cho sức khỏe. Tuyệt đối không để hũ hay là thùng hết gạo. Việc để hũ, thùng hết gạo sẽ chẳng khác nào thể hiện rằng gia đình đang mất đi tài lộc thịnh vượng, bởi theo phong thủy, hũ gạo là vật chứa đựng mang ý nghĩa tốt lành, vận may nên không được để trống rỗng. Tốt nhất là nên đổ đầy hũ gạo khi chỉ còn một nửa cho chắc ăn và nên dùng hũ gạo sâu tượng trưng cho sự no đủ để luôn giữ được vận may trong nhà và tránh được những điều xui xẻo không đáng có. Thêm một điều nữa là không nên để ai đổ sạch hũ gạo đi vì đây là điều kỵ trong phong thủy. Quý vị thân mến, bên cạnh việc đặt hũ gạo ở đâu cho phù hợp với phong thủy, gia chủ cũng cần phải quan tâm đến việc đặt hũ muối ở đâu để gia đình tăng sinh khí, tài vận hanh thông. Muối có lẽ là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhà nào cũng có muối, đó là điều chắc chắn bởi đây là nguyên liệu nấu ăn rất là quan trọng. Chưa kể đến, muối còn phát huy được tác dụng trong việc làm đẹp, dọn dẹp nhà cửa, thông tắc cống. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bạn nên đặt hũ muối ở những vị trí này thì gia đạo được bình an, an khang, tiền tài rủng rỉnh, sức khỏe dồi dào. Vậy đó là những vị trí nào? Hãy cùng phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Ông bà ta có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, nghĩa là mua muối đầu năm để xua đuổi đi những nguồn năng lượng tiêu cực của năm cũ và mang đến may mắn cho năm mới. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy cho rằng bạn nên đặt mắt muối ở góc nhà hướng đông nam cùng tài lộc nếu mong muốn tiền bạc của cải gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn của cải, sức khỏe của gia đình thì bạn nên đặt muối ở hướng đông cùng gia đạo, cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tác dụng của muối trong phong thủy. Vị trí đặt nước muối để thu hút sự thịnh vượng và cải thiện sức khỏe. Không có ý kiến thống nhất cho vị trí đặt nước muối. Có ý kiến cho rằng thì trong thuật phong thủy nhà ở nên đặt bát nước muối ở vị trí của sao Tam Bích và sao Ngũ Hoàng. Những người khác thì lại cho rằng nên đặt bát muối thay đổi tùy theo từng năm. Tốt nhất là hãy đặt nó ở cung tài lộc đông nam nếu muốn giàu có, hoặc là đặt nó ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Bên cạnh các vị trí tốt để cầu tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp thì theo các chuyên gia phong thủy học, bát nước muối có thể hóa giải các vận hạn xấu nếu các vị trí phòng ngủ, phòng khách, bếp, phòng ăn trong nhà đúng với vị trí các sao xấu như là nhị hắc và ngũ hoàng. Điều này sẽ giúp giải trừ một số tai họa xấu do phong thủy gây ra, đem lại an toàn cho các thành viên trong gia đình. Nhị hắc. Năm nay nhị hắc bệnh phù tinh bay vào đông bắc phương. Sao này chủ về bệnh tật đau đớn, da thịt đau nhức, xương cốt nhức mỏi, huyết quang, không nên coi thường. Các thành viên trong nhà dưới sự tác động của hung tinh này thì dễ nảy sinh các chứng bệnh liên quan tới dạ dày, đột quỵ, phong hàn và đường ruột. Ngũ hoàng.
Ngũ hoàng đại sát bay vào phương vị Tây Nam. Ngũ hoàng là lưu niên quan sát, hung tinh này còn ảnh hưởng đến tiêu cực, tác động nặng nề lên những người bị ảnh hưởng, tránh gây tác động nên giữ tính. Bởi theo các chuyên gia phong thủy, khi bị động thì tính hung của sao này sẽ càng phát huy mạnh mẽ, khó lường trước tai họa khôn lường. Chú ý, cần tuân thủ đúng những hướng dẫn làm bát nước muối trong phong thủy để đạt được hiệu quả tốt, đồng thời thì đặt nó ở các cung bát quái thích hợp và không được sử dụng quá một năm. Rắc muối xung quanh nhà. Ngoài việc đặt bát muối ở góc nhà, góc phòng để cải thiện vận và hóa giải vận hạn đen đủi thì mọi người cũng có thể rắc muối xung quanh nhà để cải thiện số mệnh, đem lại may mắn. Tác dụng của muối trong việc chống lại năng lượng tiêu cực, đem lại may mắn. Phong thủy chữa bệnh bằng nước muối là một phương pháp phổ biến trong phong thủy để vô hiệu hóa những tác động tiêu cực tiềm tàng của các ngôi sao xấu hàng năm trong một ngôi nhà hoặc là văn phòng. Người ta thường mua một bát muối đong đầy tới tận ngọn chứ không gạt ngang miệng bát. Vì tác dụng của muối nên trong dân gian có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để nói về phong tục tập quán của người Việt Nam trong năm mới. Người xưa quan niệm muối là thứ mặn, chống xú uế, xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Mua muối đầu năm cũng có ý nghĩa trong văn hóa ẩm thực, văn hóa tình cảm. Nó mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng con cái. Có thể nói, muối có một vị trí rất quan trọng và chỉ đứng sau gạo. Chuẩn bị bát nước muối, phong thủy đặt trong nhà vào ngày đầu năm. Bước vào năm mới là thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở. Đây cũng là lúc mà mọi người, mọi nhà gọt bỏ hết những thứ không may mắn trong quá khứ và mong cầu đến những điều tốt đẹp ở tương lai. Trong ngày đầu tiên của năm mới thì gia chủ nên rải muối ở trước cửa nhà và các căn phòng để xua đuổi tà khí, đón nhận vận may vào trong nhà. Đồng thời gia chủ có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Đây là việc làm nhằm mục đích thanh lọc cơ thể và môi trường xung quanh. Tiếp đến là công đoạn cho tiền xu vào trong bát nước muối và đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Bằng cách hấp thụ năng lượng tiêu cực, nước muối cải thiện sự thịnh vượng của ngôi nhà và một số lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn hãy thực hiện theo các bước sau. Cho muối vào trong bát hoặc là ly thủy tinh. Chọn xem ngày và đặt 6 đồng xu xếp theo hình vòng tròn bát. Nhớ đặt mặt dương có ký tự khác của xu ngửa lên trên. Cho nước vào và đặt bát lên một miếng vải lót, bởi muối và nước khi kết tinh có thể phá hủy bề mặt bát. Không che miệng bát, để yên bát nước ở cùng một vị trí trong một năm, tránh xê dịch hay là động chạm đến. Nếu dịch chuyển, sự tích tụ năng lượng tiêu cực vào bát nước có thể bị phá vỡ. Cuối cùng, gia chủ chọn một vị trí thích hợp trong nhà để đặt bát nước muối. Trong xuyên suốt cả một năm sau đó, bất kỳ các thành viên trong nhà không được che miệng bát hay là động chạm dịch chuyển đến bát nước muối phong thủy. Bởi theo phong thủy học, khi vật phẩm này bị dịch chuyển thì cũng đồng nghĩa với việc nguồn năng lượng tích cực cũng theo đó mà bị phá hủy. Phải đến ngày cuối cùng của năm thì gia chủ mới được phép đổ bát nước muối đựng đồng xu này đi. Đổ bát nước muối phong thủy vào ngày cuối năm. Không ít gia đình đã giữ lại bát nước muối phong thủy từ năm này sang năm khác vì quên. Tuy nhiên đây lại là điểm cấm kỵ trong phong thủy. Đối với bát nước muối có đặt đồng xu trên bề mặt, vào ngày cuối cùng của năm thì gia chủ cần loại bỏ tất cả những thứ này khỏi ngôi nhà của bạn, bao gồm đồng xu, nước muối và cả chén, chai lọ. Bởi vì những thứ này đều đang tích trữ nguồn năng lượng tiêu cực của cả một năm, cho nên gia chủ cần phải vứt bỏ chúng ra khỏi nhà khi các ngôi sao bay đã di chuyển vị trí. Lúc này thì gia chủ có thể đặt những thứ này vào trong một túi nhựa buộc chặt và bỏ vào thùng rác bên ngoài nhà. Dĩ nhiên chúng ta cũng không thể chôn chúng ở nơi gần nhà vì đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho nguồn năng lượng tiêu cực phát tác xung quanh khu đất của gia đình và di chuyển vào trong nhà. Hy vọng rằng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho quý vị. Nếu như đây là lần đầu tiên quý vị xem video của chúng tôi thì hãy đăng ký kênh YouTube của Phong Thủy May Mắn để nhận thêm những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy. Chúc quý vị tìm được chỗ để hũ gạo, hũ muối phù hợp, vừa thuận tiện cho gia chủ lại vừa hợp với phong thủy. Sắp bước sang năm 2020, Phong Thủy May Mắn xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình luôn may mắn, tài lộc dồi dào. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.